quay sớm. Không dám quay, đang đừng có dám quay. Ê, nó là cái quý em mà nhỏ chung nghe chung hai đi. Xin phép quay thầy Sang ơi, để lưu lại cái khoảnh khắc này mới được. Đó giờ không thấy luôn. Dạ dạ. Xin phép quay ông Lục được không? Quay 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 tự nhiên mà. Quay vô trong nhà rồi làm gì nãy. Dạ dạ. Quay vô cốt như này nè. Để tôi đi quay vô trong nhà đó. Cho tôi em chở em coi. Rồi.